Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục giới thiệu anh em đến một video với 6 âm ni rất là gấu khủng, đều là những âm ni công suất lớn để anh em có thể lựa chọn phối ghép cho mình những bộ âm thanh gia đình. Thì đầu tiên thì Tuyến sẽ quay cận cảnh chi tiết từng con một để giới thiệu đến anh em và báo giá luôn. Và Tuyến xin giới thiệu anh em đến một con âm ni Kenwood có model là KA880 các bác nhé. 880D. Đó. 880D. Con này sử dụng một biến áp nguồn lớn và bốn tụ lọc nguồn, và đặc biệt là đánh 8 sò. Đó, 8 sò san ken. Đó, các bác nhìn nhé, 8 sò san ken cho công suất lên đến 270W các bác nhé. 270W rất là gấu khủng luôn. Đó. 270W. Các bác nhìn nhé, đánh hai cầu A và B và đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó. Hầu như loa nào cũng đánh được. Nói chung là về những con này thì đánh là những con âm ni đánh hạng nặng rồi. Và công suất cực kỳ lớn. Đó. Thì với con âm ni Kenwood KA880D này, Tuyến cũng báo giá luôn, Tuyến để cho anh em với giá là 3 triệu. Con âm ni Kenwood 880D này, công suất 270W. Đó, rất là lớn, đánh hầu như không kém một dòng loa nào. Các bác nhé. Đó, tình trạng là đem máy móc đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn nhé, em quay cận cảnh chi tiết cho anh em các bác để cho các bác tiện lựa chọn. Đó, rất là đẹp luôn. Máy móc đẹp như mới luôn. Các bác nhìn toàn bộ là lòng máy này đẹp, sạch đẹp cực kỳ luôn. Đó, mà với giá chỉ có 3 triệu đồng mà con âm ni công suất khủng như này đánh 8 sò và 270W. Đó, cực kỳ, cái này các bác có thể kết hợp với vang số hát karaoke vẫn là tuyệt vời nhé. Đó, với giá là chỉ có tí tiền thôi. Đó, hai cầu A và B. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni Onkyo. Con này cũng là thuộc model khủng của Onkyo rồi. Con này có model là A722N Mark II trên 160. Đó, các bác nhé, tình trạng là máy móc về đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Con này là trên thị trường đang bán khá là đắt, nhưng mà với đến với Tuyến luôn luôn là có một cái giá tốt nhất. Đó, đặc biệt con này nó chuyên trị những dòng loa khó tính. Các bác nhìn nhé, nó đánh 8 sò Toshiba chữ đỏ nhé, zin theo máy luôn. Đó, 8 sò Toshiba chữ đỏ. Và con tụ này to hơn một lon sữa ông thọ luôn các bác nhé. Đó, 18.000 mi nhân đôi. Đó, tụ này tụ kép các bác nhé, nên là nó rất to, rất khủng, 18.000 mi nhân 2. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn. Và con này công suất cho lên đến 200W các bác nhé. 200W. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này đánh 4 từ cho đến 16 ohm mà đánh 3 cầu loa A, B, C. Các bác nhìn nó nhé, đánh 3 cầu loa, bởi vì những dòng công suất lớn thì hầu như là đều đánh 3 cầu loa. Đó, và đặc biệt con này có cả cổng rê cổng pau. Đấy, rê út này. Các bác có thể làm rê làm pau rất là tiện. Đó, máy móc rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc nhá. Đèn thúc là xanh đen còn nguyên zin nguyên bản luôn các bác nhá. Toàn bộ là zin chưa có thay thế bất kể một con nào luôn. Nếu mà các bác phát hiện ra thấy em thay thế một con nào em biếu luôn. Đó, rất đẹp. Máy móc đẹp, zin đẹp keng luôn. Con này thì chuyên trị những dòng loa khó tính rồi. Bởi vì những dòng loa Onkyo, Diatone hay là những dòng loa Mỹ là những gặp những con này thì nó chất âm rất là hay. Đó, nâu nớt đầy đủ các bác nhé. Đó, nâu nớt con này 3 chế độ. Các bác thích chế độ nào, chế độ cao, chế độ thấp rất là tiện. Đó, các bác nhìn từ núm niếc rất là đẹp. Em cũng báo giá luôn, con Onkyo 7A722N Mark II trên 160 này, em để cho các bác với giá là 8 triệu nhá. Với giá 8 triệu đồng con Onkyo này. Đó, chất âm cực kỳ là hay luôn. Em dám cam đoan con này cực kỳ là hay luôn, đánh 8 sò sắt thì các bác biết là nó gấu khủng cỡ nào rồi. Đó, đánh 8 con sò sắt. Đó, với giá là 8 triệu đồng các bác nhá. Một model khủng. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một con âm ni khủng long của Ma Giang. Con này có thể nói là khủng long của Ma Giang rồi. Bởi vì nó là đầu bảng của Ma Giang.
Đấy. Nhiều bác vẫn cứ đặt là em con này nhiều, nhưng mà em thì em cũng quên số nên này em cũng không điện mà em đăng lên đây. Các bác nào hợp, bác nào nhanh thì còn, bởi vì những con này các bác rất là ưa chuộng và săn đón. Dòng này dòng cơ nát A, và đặc biệt là đánh 12 sò móc phép. Đấy, những dòng mà móc phép thì bao giờ nó có chữ phép. Đấy, những dòng móc phép này thì nó đánh là nó, mình cứ gọi là đơn giản là nó đánh đèn trường, nên là chất âm của nó cực kỳ khỏe. Và cái con ma răng PM94 này, cái ưu điểm của nó là khi các bác chơi giải thấp là nó sẽ đánh cờ nát A, và các bác khi mà các bác chơi giải cao thì bắt đầu nó chuyển sang cờ nát B. Đó, nghĩa là con này nó khủng long ở chỗ là nó đánh 16 sò các bác nhé, 16 sò xanh đen, 8 xanh và 8 đen. Ở đây là trên này là ba con, và bên dưới ba con, và bên hông này là hai con các bác nhé. Đấy, bên hông này là hai con này. Con này là ưu điểm của nó là khi các bác đánh cờ nát A nó tự động nó chuyển đổi, bác chơi giải lớn là tự động nó chuyển đổi. Nếu các bác đánh nhỏ cờ nát A thì nó chỉ đánh tầm khoảng 30-35W các bác nhé. Nhưng mà khi các bác mà đẩy lên là nó đánh trên 200W một cây. Khi các bác đánh giải cao là nó đánh trên 200W một cây. Đó, và con này khủng long sử dụng một biến áp nguồn xuyến rất là to lớn và bốn tụ nòng nguồn bằng 4 lon bia. Quá khủng long luôn. Đấy. 16 sò móc phép. Đây này các bác nhìn rõ đấy, là móc phép. Dòng PM94 này rất là hiếm, mà về được con đẹp như này thì lại càng hiếm hơn. Các bác nhìn nhá, toàn bộ khung sườn mạ đồng đẹp xuất sắc luôn. Đó. Em thấy ít khi con nào mà nó đẹp như con này. Đấy, các bác nhìn nhé, từ cái mạ đồng của nó còn đẹp bao nhiêu năm rồi mà nó còn đẹp kính cong như này. Đó, đẹp như mới luôn. Từ đít đáy này các bác nhìn, từ con ốc vàng của nó còn đẹp xuất sắc luôn. Từ ốc của nó đều bằng ốc mạ đồng hết các bác nhé. Đấy, các bác nhìn như nó còn đỏ au luôn. Và con này công suất cho nên đến 390W, công suất tiêu thụ đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Đánh đến từ 4 cho đến 16 ohm. Dòng này rất hiếm. Đó. Nói chung là không phải là hiếm quá, nhưng mà cũng không có như là nhiều, bởi vì thỉnh thoảng em ấy về được có một con. Đó. Về đến đâu là hết đến đấy. Các bác nhìn nhé, máy móc đẹp xuất sắc không tì vết luôn. Đấy. Từ biến áp rất về, không có han gì bất trì kể chỗ nào luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đó, các bác nhìn hai cái bộ tản nhiệt khổng lồ của nó màu xanh tím các bác nhá, rất là đẹp mắt, nhìn rất đã luôn. Đó, thì con Mazang PM94 này em cũng báo giá luôn, em để cho các bác với giá là 14.600.000 đồng nhé, 14.600.000 đồng con này. Đó, hồi gỗ của nó bao zin bao đẹp luôn cho các bác nhá, hồi gỗ nó theo vỏ nên là em không lắp vào đây, vừa gỗ đó đẹp kính cong luôn. Đó, và tìm được những con Mazang khủng long này thì rất là hiếm này. Đó, chỉnh bát chép thì các bác chỉnh từng kênh một nên là rất là tiện. Đó, cờ nát A. Quá gấu khủng luôn các bác. Các bác nhìn cái bộ máy của nó nhìn quá đã luôn. Bất kể một con ốc nào chưa có xỉn bất kể chỗ nào luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đó. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model quả Chio. Con này là nó nào trùng cuối quả Chio các bác nhá. Trùng cuối quả Chio, con này có model là KA9300 nhá. Con này thì nó khủng long cũng không kém có gì con ma răng. Đó. Con này thì đánh 8 sò san ken các bác nhá. 8 sò san ken cho hai kênh. Đó, này các bác nhìn nhá, bên này 4 con và bên kia 4 con. Và đặc biệt con này sử dụng 4 con tụ như 4 lon bia và hai biến áp khổng lồ luôn, hai biến áp khổng lồ cho hai kênh. Đó, các bác nhìn nhá, từ núm điếc của em về là không có từ rôm rỉ hay cái bất kể chảy xước chỗ nào luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, con Chio K9300 trùng cuối này. Con này nó rất là gấu khủng luôn các bác. Đấy, đặc biệt là con này đánh 3 cầu ABC các bác nhá. Đó. Con này đánh có cầu A và B và một cầu direct nhá. Đấy, đánh direct. Và con này công suất cũng là 290W các bác nhá. 290W. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này quá gấu khủng luôn. Có cả cầu rê và cổng rê pau nhé các bác nhé. Đây này, cổng rê pau. Các bác có vừa làm rê làm pau rất là tiện.
Nói chung là con này nó quá khủng long rồi. Đấy, từ đèn thúc cũng là xanh đen nguyên bản. Con này em cam kết là các bác là chưa chấm bất kể một mối hạt nào vào. Đấy, 8 sò xanh sân ken zin theo máy luôn. Quá khủng long luôn. Đấy. Model này cũng rất là hiếm trên thị trường này. Đấy, các bác nhìn nhé. Từ núm niếc mà mặt mũi của nó này, đẹp xuất sắc luôn. Đều là những model khủng long. Đấy, thì hôm nay em về được mấy con khủng long này. Đấy, các bác nhìn nhé. Nâu nớt thì nó có 3, chỉnh 4 chế độ các bác nhé. Đấy, 1, 2, 3, 4. Nó 4 chế độ nâu nớt. Nên là các bác thích nghe giải nâu nớt kiểu gì thì các bác tùy chỉnh các bác nhé. Đó, áo X này. Áo X con này, áo X1, áo X2. Rất là tiện. Đấy, từ núm niếc nó con này nó phải nói là quá đẹp. Em ít thấy những con nào mà nó mới đẹp như những con này. Đó, con Chio KA 9300. Em cũng báo giá luôn. Con Chio KA 9300 này em để cho các bác với giá là 13.800.000 đồng. 13.800.000 đồng con âm ly khủng long này. Nó đánh 4 con tụ 18.000 mi 71V các bác nhá. Quá khủng long, quá gấu luôn. Các bác nhìn nhá. Một bộ máy quá khủng khiếp luôn. Các bác có chuyên trị những dòng loa hạng nặng. Đấy, các bác những dòng loa này gặp loa hạng nặng thì các bác chơi những dòng loa công suất lớn hạng nặng thì bác chơi con này thì nó là chấm hết rồi. Đó. Các bác có thể đánh direct AB. Rất là tiện. Đó. Các bác nhìn một model nó quá đẹp luôn. Từ vỏ viếc là đẹp xuất sắc luôn nhé. Con này nó phải nói là đẹp như mới tinh, chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đó, với giá là 13.800.000 đồng. Và tiếp đến em giới thiệu các bác đến một bộ ba quả Sony. Con này thì quá đẹp rồi. Các bác nhìn nhé. Đó, bộ ba Sony. Con này là gồm có một âm ni TA515 và một tắp be TCU4 và một thất tuner ST515. Đó, toàn bộ com nê của nó luôn các bác nhé. Con này là đồng bộ com nê. Sử dụng 4 đồng hồ vu cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, con này sử dụng 4 đồng hồ vu rất là đẹp luôn. Các bác nhìn nhé, đẹp xuất sắc luôn. Đó, phải nói là đẹp, con này là đẹp xuất sắc luôn. Không còn một điểm gì chê. Và công suất cho con âm ly này là công suất là 75W các bác nhé. 75W. Cái dây nguồn nó đứt thì em sẽ nối cho bác sau nhé. Đấy, toàn bộ là đẹp xuất sắc luôn. Đây là tắp be và đây là tuner. Tuner thì nó có dây dắt cắm trực tiếp lên âm ly này luôn này. Rất là tiện. Đó, nó có dắt AV để cắm trực tiếp luôn lên âm ly. Đó, bị đứt mất một cái dây nguồn quả âm ly. Và con này đánh 4 sò quả Hitachi các bác nhá. Đó, 4 con sò quả Hitachi. Đó, hai đồng hồ vu cực kỳ đẹp luôn, công suất 75W. Rất là đẹp luôn. Con này đánh từ 8 cho đến 16 ôm. Nâu nớt đầy đủ các bác nhá. Đó. Rất là đẹp. A và B. Và đặc biệt con này là có cả revert luôn nhá. Các bác có thể hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì các bác chơi nhạc hát karaoke những con này rất là tuyệt. Đấy, các bác đi nhìn từ núm niếc của nó xem. Đẹp xuất sắc luôn nhé. Mặt mũi này không có một điểm trừ luôn. Đó, các bác nhìn từ bụng núm, tắp pe, bao zin, bao chạy hoàn hảo các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tắp pe của nó quá đẹp luôn. Đầu tư cực kỳ mới luôn. Em cũng báo giá luôn. Em bán trọn bộ một bộ như này cho các bác nào sưu tầm. Em để cho các bác với giá là 5.500.000 nhé. 5.500.000 một cho một bộ âm thanh như này. Đó. Rất là giá trị và đẹp. Với giá chỉ có hơn 5.000.000 đồng mà các bác sở hữu một bộ âm thanh quá to, quá khủng. Các bác trưng bày. Các bác về chỉ cần nắp loa, chơi loa được đến bát 2 năm vô tư thoải mái các bác nhé. Những con âm ly này đánh bát 2 năm vô tư thoải mái. Đó. Các bác về trưng bày thì cực kỳ là đẹp rồi. Con này đẹp xuất sắc luôn. Chỉ thiếu mỗi thùng xốp này. Đấy. Các bác nhìn độ đẹp của nó, độ mới của nó thì này. Em quay này trực tiếp, cái này là bẩn này.
Đấy, kéo các bác nhìn nhá, từ độ mới của nó thì quá mới luôn, quá đẹp luôn. Đấy. Đây em quay xa để cho các bác ngắm cho nó kỹ này. Đấy, các bác nhìn kỹ nhá. Với giá là 5 triệu rưỡi bộ cho bộ Omni Sony như này, đẹp xuất sắc như này. Riêng tappe của nó lúc nào giá trị của nó cũng là trên 2 triệu đồng cái tappe này rồi. Các bác nhá. Đó. Cả bộ như này kiếm các bác tìm được một bộ như này rất là hiếm này. Đó, để cho các bác nào sưu tầm đánh Omni thì đánh hai cầu A và B rất là tiện. Và cuối cùng em giới thiệu các bác đến một con Omni khủng long quả Pioneer. Con này có model là dòng A717V các bác nhé. Đó, hàng bãi bên em này, các bác nhìn về đẹp này. Nói về độ đẹp thì các bác không có gì điểm gì phải chê luôn, đẹp xuất sắc luôn. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn. Và con này được đánh 8 sò Toshiba xanh đen các bác nhé. 8 sò Toshiba xanh đen, 4 xanh và 4 đen. Đó, máy đẹp xuất sắc luôn, hai tụ nọc nguồn như hai non bia, và đặc biệt con này đánh hai rời hai biến áp, rất là gấu khủng đặc trưng của dòng 717 và 838. Đó các bác nhé, công suất của con này là lên đến 280W các bác nhé, 280W. Đó các bác nhìn đít đáy là đẹp như mới tinh luôn, và đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhìn đó nhé, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này rất là nhiều cổng kết nối. Đó, con này rất nhiều cổng kết nối luôn cho các bác, để cho các bác kết nối. Đẹp xuất sắc luôn. Hai tụ nọc nguồn của Pioneer. Đó, con này là lên đến 63V và 22.000mi ấy các bác nhé. Đấy, các bác nhìn nhé, 22.000mi, rất là to. Hai biến áp rất là lớn và con này rất là nặng. Thì con này đánh hai cầu A và B, lau nớt đầy đủ các bác nhé. Thì em cũng báo giá luôn, con A717V này em để cho các bác với giá là 7.800.000 đồng. 7.800.000 đồng con A717V này. Đó, với giá là 7.800.000 đồng, đẹp xuất sắc luôn. Đó, rất là gấu khủng. Các bác nhìn mặt mũi là không có vết chày xước gì nhá, đẹp xuất sắc luôn. Đen bóng cực kỳ đẹp luôn, từ máy móc không có điểm gì trừ luôn. Thì hôm nay em Tuyến giới thiệu các bác đến 6 sản phẩm đều là những Omni công suất lớn và khủng và rất là đẹp. Thì các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969, Zalo của em là 0129984869, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Đó, thì các bác mua những sản phẩm Omni này của em thì mấy dòng sản phẩm nào dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500, và những cái sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em là tối thiểu là 1 triệu các bác nhá, để em ship hàng cho các bác. Đó, thì 6 sản phẩm đây này, các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em, và em nói luôn là toàn bộ giá này em vừa báo là chưa bao gồm phí ship và phí vận chuyển các bác nhá. Và em Tuyến xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em Tuyến thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo, để không thể bỏ lỡ những sản phẩm em đăng, có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm thích hợp hơn nữa. Em xin chào các bác.